cũng như cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức vào mỗi buổi tối thứ bảy hàng tuần tại đây từ 19 đến 21 giờ. Chương trình đêm nay do các nghệ nhân Gia Lai đến từ làng Pleiku Rõ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thực hiện. Đi đầu đoàn nghệ nhân là một nghệ sĩ tóc rất dài, nam nghệ sĩ mang tên Rechambut, Rechambut, một người rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Quý vị đừng ngại tóc dài như thế này nhưng mà dầu ở đầu cũng tốn bao nhiêu đó. Hàn Quốc là một trong những người vừa mới trở về từ Hàn Quốc cùng chúng tôi khi anh tham dự Festival Âm thanh Thế giới, một trong những người rất nổi tiếng đang dẫn đầu đoàn cổng chiêng. Cùng đi với Bút là các em nhỏ, những em nhỏ chưa đến trường. Và đi qua cuối đoàn nghệ nhân nữ là một cô gái không thể xinh hơn, một cô gái Gia Lai rất xinh xắn. Chương trình của chúng ta có tên là cùng chiêng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm. Quý vị hoàn toàn có thể bước lên sân khấu và xoang hay là nhảy múa cùng với các cô gái của chúng tôi. Xin mời quý vị. Chúng tôi sẽ rất vui nếu quý vị nối đồng vòng xoang đêm nay. Cụp xuống, ngược lại cậu bé thả ra thì nó lại vẫy lên. Và nguyên tắc chỉ đơn giản thế thôi, nhưng đấy cả là một bầu trời nghệ thuật của người Gia Lai. Vâng, chúng tôi đã thấy một cô gái và một cô gái người Kinh đã cùng xoang với các cô gái Gia Lai. Xin mời quý vị ạ, quý vị hoàn toàn có thể bước lên sân khấu để nhảy múa cùng các cô gái của chúng tôi. Chúng tôi đã thấy một khán giả đầu tiên tham gia vòng xoang rồi. Thank you.
truyền hình trực tiếp đang chụp ảnh, đang quay phim. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã đến và chia sẻ những hình ảnh này đến khắp mọi miền trên đất nước và trên thế giới, để mọi người có cơ hội, để mọi người có cơ hội hiểu thêm về mảnh đất Gia Lai, một mảnh đất chưa hết nhiều khó nhưng rất giàu bản sắc văn hóa. Quý vị đang trong chương trình Cổng Chiêng Cuối Tuần thưởng thức và trải nghiệm. Chương trình đêm nay do các nghệ nhân Gia Lai đến từ làng Pleiku đó, thành phố Pleiku, Gia Lai thực hiện. Chúng tôi đã thấy rất nhiều khán giả đối độ vòng qua cũng có các phương đức của chúng tôi. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã đến cùng chúng tôi trong chương trình Cổng Chiêng Cuối Tuần thưởng thức và trải nghiệm. Cảm ơn các nghệ nhân người Gia Lai đến từ làng Pleiku rất nhiều. Và ngay bây giờ thì các nghệ nhân của chúng ta sẽ có ít phút để nghỉ giải lao. Và đây cũng là lúc để quý vị có thể vào giao lưu cùng các nghệ nhân, chụp hình lưu niệm cũng như là tìm hiểu về các loại nhạc cụ truyền thống, văn hóa truyền thống của người Gia Lai.